chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 sáu 1070. Happy Too chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Hiện nay, mua một bánh filet office fish, 10 miếng chicken McNuggets hay một bánh Big Mac thì được mua món thứ hai chỉ thêm 1 đồng. Học khu Huntington Beach Union High School District Vé về Việt Nam giá rẻ, gọi ngay Mango Tours 866 435 9746. Nhấp từng khoảnh khắc mùa hè, hãy ghé McDonald's thử món giải khắc mới Frozen Hawaiian Punch tại tiệm có tham gia.

phê sáng trở lại cảm ơn sự theo dõi của quý khán thính giả trên thế giới này mỗi một ngày không bắt nhiêu chưa không biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra trong đó có những cái chuyện hi hữu mình đã từng nghe có người đi đường mà đã bị xét đánh đến chết hoặc là có người né nhưng mà xét đánh là cái chuyện khủng khiếp phải không ạ đằng này đây là cái câu chuyện mà chúng tôi bảo đảm quý vị sẽ chưa bao giờ nghe thấy chúng tôi từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ nghe thấy cả à, một người chuyện đã xảy ra tại thành phố siêu bi của tiểu bang texas À, trên bản đồ thì bi khoảng hơn một tiếng đồng hồ lái xe từ trung tâm Houston Texas, quý vị đi xa lộ 10 sẽ đến thành phố bi toàn là đồng cỏ và trang trại mà thôi. Một người phụ nữ, đây là bà Peggy Jones 65 tuổi, quý vị thấy cánh tay phải của bà nó băng bó đó, chuyện gì đã xảy ra? Bà kể lại là vào tháng rồi như thường lệ mỗi cuối tuần bà lái chiếc xe cắt cỏ bà lái trên cắt cỏ bằng xe tại vì cánh đồng nó lớn quá trong nhà bà có mấy mẫu rồi bà cắt cỏ đang cắt cỏ thì ở trên trời một con rắn độc nó rơi xuống tay của bà nó rơi xuống tay nó quấn vào tay của bà nó đang nghĩa là bà đang rần xé sợ Có quý vị tưởng tượng coi đang cắt cỏ tự nhiên trên trời có một con rắn nó rơi xuống rắn từ trên trời rắn từ trên trời mới lạ ừ. chưa hết trong lúc bà đang loay hoay nghĩa là không biết làm cách nào để tháo con rắn ra đó một con diều hâu từ trên trời bay xuống tấn công giật con rắn từ trong tay của bà đi ngọc lan nghe có thể tưởng tượng cái chuyện đó không? mình nghe là mình không tin nổi cái chuyện ừ. đó nhưng mà đó là câu chuyện thật và bà cũng có nhân chứng là chồng của bà đứng trong nhà nhìn thấy và ông cũng đã chạy ra và lý do mà cánh tay của bà bị đó là sợ rằng cũng may đó là con rắn nó không cắn vào tay bà nhưng bà nói rằng dường như cái độc độc cái chất độc của nó nó cũng bay bay vào trong tay của bà vậy à, thì người ta mới biết được đó là con diều hâu bắt được con rắn trong lúc nó tha trên trời đó thì nó tuột con rắn nó rơi xuống mà rơi xuống đúng vào người bà đang mà bà đang di chuyển chứ không phải đứng chỗ, chỗ nó rơi đúng vào cánh tay bà. Con diều hâu không muốn mất muốn mồi ngon mất miếng mồi ngon đó, nó bay xuống và nó lấy lại và sau khi một hồi vật vã thì con diều hâu gấp được con rắn bay đi mất ngọc lan. Ngọc Lan có thể tưởng thế. tượng cái chuyện đó như nó xảy ra như thế. Bà nói kể từ đó tinh thần của bà bị khủng hoảng mà mãi một tháng sau đến giờ phút này bà nói tôi sẽ không bao giờ đi cắt cỏ nữa và thậm chí mỗi lần bà bước ra ngoài sân là bà nhìn lên trời bởi vì chung quanh đó diều hâu rồi rất rất nhiều các loại à, sống trong những cái khu rừng gần cái uh, siêu bi nơi nhà của bà cái câu chuyện đó, mình uh, không thể không thể tưởng ra, tượng không được không thể tưởng tượng nó có thể yeah. xảy ra như vậy mà mà nói là lúc đó nó xảy ra như vậy chưa có cái máy quay nào quay lại cái hình ảnh đó hết mà ngay cả những người đến để mà người ta đến cấp cứu cho bà người ta cũng nói chưa bao giờ <laughs> nghe hết hả? lạ quá yeah. nhưng mà bây giờ cũng là một cái cái lạ nhưng mà cái kết cục nó không có được uh, uh, tốt vậy. đẹp vui như vậy oh. đó là quý vị nhìn đây cái hình ảnh này đây là những nhìn như là những cái cái tưởng những thùng rượu ha nhưng mà thật ra nó là những cái khoanh phô mai phô mai ý oh, đó bị... người ta chất lên như vậy mỗi một cái đó mỗi một cái khoanh này á là chín chục nó rớt một cái nó oh. như domino vậy đó mà nó đã ra ra đè lên người một ông già 74 tuổi và yeah. ông này còn đang làm việc ở chỗ này thì ông vô ông tìm cái gì á không biết thì một cái miếng bánh nó một cái miếng phô mai nó rớt xuống trước nhưng mà nó kéo theo dây chuyền có nghĩa là người ta diễn tả người ta nghe một cái tiếng nó đổ xuống một cái tiếng rầm nó rất là kinh khủng quý vị tưởng tượng 25.000 cái phô cái cái khoanh phô mai như vậy mà mỗi một khoanh là 90 pound tức là hơn 40 kg mà đổ ào xuống đè chôn vùi cái người đàn ông này 74 tuổi ở trong cái đống đó. Đến khi mà những người ở gần đó người ta nghe cái tiếng người ta nó như một cái tiếng như là sấm sét vậy đó. Khi mà những người mà mà lính cứu hỏa họ, họ chạy đến để mà họ giúp họ mang ông ra đó, họ mất 12 tiếng đồng hồ, họ mới lấy được ra hết những cái 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 cái, cái, cái bánh phô mai này, rồi bánh phô mát này rồi để họ mà họ mang ông ra thì dĩ nhiên với cái sức nặng đó thì ông không thể nào sống được hết nhưng mà để thấy được nó có những cái chuyện nó rất là hy hữu nhưng mà chất như vậy ta gọi là một cái cái đổ như domino mà nó đổ vào một cái đó à, mà, 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 nó đi hết luôn đó một cái câu chuyện như vậy một cái thứ hai nữa cũng lạ một ừ. người đàn ông đi vô disneyland Bị con chó cắn. Oh. Quý vị có nhớ là khi mà mình đi vô cổng à, Disneyland á yeah. thì có cái chỗ mà kiểm tra những cái hành lý đồ vô đúng không? Kiểm tra bỏ lên hết cũng đi qua cái cổng rồi mở cái túi ra rồi không? phía sau đó đó có những người security của Disneyland họ đứng ở giữ yeah. con chó, họ cầm con chó đó để Xui nó phát hiện ra ma túy hoặc là những cái gì đó thì không biết tại sao ông này ông ông già này ông đi ngang qua đó nó bị con chó người người đó đang cầm nó ông này ở nevada đến đi cùng với vợ 81 tuổi ông đi với vợ với con gái với mấy người cháu ngoại nữa thì con chó nó vụt ra cắn ông bị thương ông phải đi vào trong bệnh viện thì bây giờ đó là cái chuyện nó xảy ra Từ tháng 5 của năm 2022 Nhưng mà bây giờ hôm 1 tây tháng 8 vừa rồi Ông nộp đơn ông kiện Disneyland à, Ông nói là ông không có muốn Cái chuyện kiện tụng này Nhưng mà Disneyland dường như không có muốn Ngồi xuống để nói cái chuyện bồi thường cho ông Thì bây giờ chưa biết Rằng là ông sẽ đòi bồi thường Cái số tiền bao nhiêu người ta chưa có công bố Nhưng mà chỉ biết bản rằng là cũng Đi có... Disneyland một nơi ừ. rất là vui Nhưng mà lại bị chó cắn Mà Disneyland là thiên đường của tuổi thơ Thì người bị chó cắn lại là một ông già 81 tuổi Và sau đây cũng là một cái bản tin Hy hữu à, Một người đàn ông cũng ở Texas Năm nay 65 tuổi rồi Và Ông nói rằng ước nguyện của bố ông á, Lúc mà mất á, để lại nói rằng Nếu mà có dịp con đi về Utah Hoặc là sang Nevada Nói chung là các vùng sa mạc bố chưa đến được Mặc dù bố ở Texas Nhưng mà bố muốn sang Utah Đặc biệt đó Ở Utah có Cái cầu Mà họ nói rằng Cái này đã, đã cả bao nhiêu triệu năm rồi đó Nó dựng lên như thế này Hình ảnh thiên nhiên đó, Gọi là Edge of Utah Trong uh, khuôn viên Công viên quốc gia của Utah Thì ông uh, Bầu ông tên là mow ở texas à, theo ước nguyện của bố ông mang ông đi di chuyển từ texas sang đây để mang hài cốt giải cái vùng sa mạc này ừ. thì không biết vì lý do nào đi bị kiệt sức nắng nóng vào đúng mùa hè hiện nay ông mà ừ. chết trên đường luôn trong lúc đi bộ vào công viên quốc gia à, lúc mà cái người thân nó không thấy ông về đó mới gọi cho cảnh sát và cái người đi chuyên gia đi tìm kiếm đó. thì họ đi vào đây và thấy thi thể của ông nằm gần cái ác cọc Utah này. Và trong đó trên mạng trong suốt những người bạn nói đó là ông trong thời gian qua ông nói lý do ông sang Utah là để giải cho cốt của ông bố theo ý nguyện của ông nhưng mà cuối cùng thì ông cũng mất theo cái cho cốt của bố luôn. Thì hiện nay chưa biết được. À, cái việc đưa ống về lại Texas rồi cái cho cốt này có được giải chưa nữa chúng tôi tiếp tục với phần tin tức thời sự thế giới ngay sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi và tạm chia tay với Ngọc Lan hẹn gặp lại anh Thụy và quý vị vào chương trình sáng ngày mai.